Tập 3. Mẹ, từ sau khi nhà bếp cho ra mắt món ăn gia đình và quảng cáo khắp nơi, việc làm ăn của quán đội chúng ta đã tốt lên rất nhiều. Dạo này con đúng là đã chú tâm vào việc làm ăn. Biết thay đổi là một chuyện tốt. Cách làm lợi ích bán nhiều này của con đúng là có thể làm cho quán rượu làm ăn phát đạt. Đúng vậy, thực ra làm ngành này, sĩ khí là rất quan trọng. Kinh doanh được chứng tỏ là có nguồn khách hàng. Chúng ta đồng tâm hiệp lực. Con tin là tương lai của quán rượu chúng ta chắc chắn sẽ rất phát triển. Chỉ tiếc là không có lãi. Mẹ thấy, chi bằng con hãy cắt giảm nhân công, đuổi việc đầu bếp lương cao, đổi sang thuê các đầu bếp thường. Những người làm dư thừa cũng đừng giữ lại nữa. Mẹ, sao làm vậy được? Những đầu bếp và người làm này đều đã làm cho chúng ta hơn 20 năm rồi. Làm sao con có thể nói ra lời như vậy được? Mềm lòng thì sao có thể làm ông chủ lớn được? Tuy mẹ có thể đích thân đuổi việc những người này, nhưng đã giao quán rượu cho con quản lý rồi, thì con hãy đi giải quyết đi. Thời buổi hiện giờ loạn lạc, đột nhiên chúng ta đuổi việc những người này không tốt cho lắm đâu mẹ. Quán rượu cũng không thể nuôi bọn họ cả đời được. Lần này vừa hay để kiểm tra con. Mẹ sẽ không ra mặt. Việc này sẽ do con chịu trách nhiệm. Mẹ, mẹ có thể suy nghĩ lại được không? Quyết định như vậy đi. Mẹ cho con thời gian. Trong vòng 3 ngày nhất định phải hoàn thành. Tú Như, Tú Như đến rồi. Tú Như, Tú Như đến rồi. Cô nhớ đến thăm chúng tôi sao? Tú Như, khách quý, khách quý. Tú Như, cô có còn nhớ đến thăm chúng tôi sao? Không phải, không phải. Phải gọi là thiếu phu nhân mới đúng. Đúng vậy, thiếu phu nhân. Không đâu, mọi người cứ gọi tôi là Tú Như. Đây, tặng cho tôi sao? Đây là chút tấm lòng tôi dành cho bà. Cảm ơn mọi người đã quan tâm đến tôi. Cảm ơn cô, cảm ơn cô. Các cô đi làm việc đi. Tú Như, Tú Như, dạo này cô sống có tốt không? Chuyện hôm cô kết hôn, lão gia trong nhà cũng qua đời, làm tôi thấy vô cùng lo lắng. Bà mẹ chồng của cô thật sự rất hung dữ độc đoán. Tôi còn chưa uống rượu mừng đã đi về rồi. Đã qua cả rồi. Bây giờ mẹ chồng đối xử rất tốt với tôi. Chồng của tôi cũng rất yêu tôi. Chỉ là tôi nhớ lại ngày tháng làm việc ở đây. Cảm ơn bà đã tiễn tôi đi lấy chồng. Vậy thì tốt quá. Vậy tôi phải chúc mừng cô được làm thiếu phu nhân. Cô đúng là tốt số thật. Nhanh vậy sao? Giỏi thật đấy. Sắp sinh rồi đúng không? Tú Như, sau này cô sẽ được sống sung sướng rồi đây. Chúc mừng cô, chúc mừng cô. Cảm ơn. Em dâu, tôi xưng hô với cô như vậy chắc là không sai đâu nhỉ. Một năm không gặp, cô gái cho Thừa Vũ có hạnh phúc không? Cậu em họ này của tôi đúng là giỏi giang thật. Vừa mới kết hôn mà đã làm cho cô to bụng rồi. Xin lỗi, hôm nay tôi còn có việc bận. Tôi phải đi đây. Hôm đó tôi muốn cưới cô về Hàng Châu, cô đã từ chối. Sau đó còn xảy ra một chuyện. Không biết chồng cô đã nói cho cô biết chưa? Tôi không hiểu anh đang nói gì cả.
Tôi đã bị khiêng về Hàng Châu, còn cô lại ngồi trên kiệu hoa gá vào nhà họ Nhan. Cô có hiểu rốt cuộc tôi đã hy sinh gì cho cô không? Tôi đã hẹn với chồng cô cược một trận đua ngựa, ai thắng thì sẽ có được cô. Chuyện này cậu ta không nói cho cô biết sao? Kết quả của trận đấu là chồng cô thắng được cô, còn tôi thua mất cái chân này. Chuyện đắc ý như vậy cậu ta lại không nói với cô sao? Em dâu, bây giờ cô đã biết hết rồi, trong lòng cô đã thấy sảng khoái chưa? Nếu như thật sự là như vậy thì tôi xin lỗi anh. Mong anh đừng giữ chuyện này trong lòng. Xin lỗi. Tôi đã bị khiêng về Hàng Châu, còn cô lại ngồi trên kiệu hoa gá vào nhà họ Nhan. Rốt cuộc tôi đã hy sinh điều gì cho cô? Chồng cô thắng được cô, còn tôi thì thua mất cái chân này. Tú Như, mới sáng sớm em đi đâu vậy? Sao lại đi đến đây? Em đến phường dệt vải để cảm ơn bà chủ và tặng quà cho bà ấy. Nhưng mà anh nhìn dáng vẻ của em, hình như đã xảy ra chuyện gì đó. Rốt cuộc làm sao vậy? Vừa nãy em gặp một người trên phố. Hắn ta có làm gì em không? Không có, chỉ là một người bạn cũ thôi. Anh ta làm em sợ hết hồn. Em không thích thái độ của anh ta, nên em đã mau chóng trở về nhà. Anh đã nói rồi, sau này lúc em ra ngoài đừng đi một mình, đưa một cô hầu đi cùng sẽ an toàn hơn. Em nhìn xem, nếu như em gặp chuyện gì thì hai vợ chồng mình đều không biết phải làm sao. Đi thôi, cẩn thận chút. Nào, cẩn thận chút nào. Thiếu gia, cậu không sao chứ? Cái thằng Nhan Thừa Vũ kia cứ mút người tôi yêu, hại tôi què một bên chân. Hôm qua tôi nhìn thấy cô cầm đó ôm cái bụng lớn, tôi chỉ hận không thể đạp một phát vào bụng cô ta. Thiếu gia, cậu muốn cho nhà họ tuyệt hậu à? Việc này dễ thôi. Dù sao thì nhà bọn họ cũng là nhà giàu có. Hơn nữa, dù sao thì tôi và họ cũng là người một nhà. Nếu như làm ngang nhiên, chắc chắn là không được. Bị người khác nhìn thấy sẽ nói tôi bắt nạt phụ nữ. Tốt nhất là nghĩ cách mượn dao giết người. Mượn dao giết người. Thiếu gia, hay là vậy đi, tôi tìm người theo dõi cô Cầm đó, tìm thời cơ. Cũng như nhau thôi, đúng không thiếu gia? Tôi nhớ ra rồi, mai là một ngày rất đặc biệt,
Cô cầm đó nhất định sẽ đi đến một nơi. Tú Như, anh về rồi. Em mua lúc nào vậy? Vòng bạc nhỏ quá. Em có đeo được không? Không phải, em đã mua được một thời gian rồi. Em muốn tặng cho con làm quà. Đeo chiếc vòng bạc này vào cổ chân của con. Mong rằng con sẽ khỏe mạnh, chóng lớn. Tú Như, chỉ cần em có thể sinh cho nhà họ Nhan một cậu con trai trắng trẻo mập mạp, thì cả nhà họ Nhan chúng ta đều sẽ có cái nhìn khác về em. Mẹ cũng sẽ không còn ác cảm với em nữa. Hơn nữa, nhà họ Nhan chúng ta giàu có. Sau khi con ra đời, chắc chắn mẹ sẽ tặng một chiếc khóa vàng thật lớn. Con cũng sẽ là báu vật duy nhất của nhà họ Nhan ta. Em mong những điều anh nói sẽ trở thành sự thật. Nhưng mà em không cần khóa vàng gì cả. Em chỉ cần con của chúng ta thông minh, nhanh nhẹn, khỏe mạnh, chống lớn là được rồi. Chắc chắn là vậy. Mẹ, con về rồi. Con vừa từ quán rượu về là đã đến thăm vợ ngay. Trong lòng con có còn người mẹ này không? Mẹ, không phải đâu. Lúc con vừa về nhà không thấy mẹ đâu, cho nên con vào thăm Tú Như. Mẹ xem Tú Như sắp sinh rồi, con là chồng cô ấy, con quan tâm cô ấy cũng là điều nên làm mà. Mẹ thấy có đúng không? Mẹ, hai người nói chuyện đi, con đi làm việc đây. Từ từ đã, mẹ có việc giao cho con. Con có biết ngày mai là ngày gì không? Ngày mai, ngày quan trọng gì vậy ạ? Con có phải là con cháu nhà họ Nhan không vậy? Ngày mai là ngày giỗ đầu của cha con quên rồi sao? Còn con vừa mới gả vào đây đã khắc chết lão già đấy. Tất cả đều là lỗi của con. Mẹ, dù mẹ muốn mắng con, phạt con như thế nào, con đều cam lòng. Mẹ, Tú Như đang bụng mang dạ chữa, mẹ còn muốn làm gì cô ấy nữa? Lão gia qua đời một năm rồi, con nghĩ mẹ thực sự là một người mẹ chồng độc ác sao? Luôn bắt nạt vợ con. Không phải, mẹ bảo nó theo mẹ đi thắp hương cho lão gia. Một là để xin ông ấy tha thứ, sám hối với ông ấy. Hai là mong linh hồn của cha con ở trên trời có thể phù hộ cho vợ của con, xin con hối dỗ cho nhà họ Nhan ta. Việc nên làm mà mẹ, việc nên làm mà. Tú Như, em thắp thêm và nén nhang nhé. Con dâu Tú Như đến bái tế cha chồng, cầu xin cha chồng tha thứ. Cha chồng qua đời một năm, con cũng đã mang thai con của thừa phủ. Xin cha phù hộ cho việc làm ăn của gia đình hưng thịnh, phù hộ cho Tú Như sinh con cho nhà họ Nhan. Được rồi, chúng ta về thôi. Cậu làm gì vậy? Làm gì vậy? Buông tay. Tú Như, Tú Như. Thiếu phu nhân, Thiếu phu nhân. Mau lên, mau đuổi theo. Mau đuổi theo, vâng. Tú Như, Tú Như, còn sao rồi? Còn sao rồi? Bụng của con.
Anh họ, sao anh lại đến đây? Em họ, mau ngồi xuống uống vào một chén. Được anh họ. Thật không ngờ anh lại đến đây. Em họ, chúng ta không gặp nhau một năm nay rồi. Cậu cứ Tú Như về làm vợ, tôi còn chưa chúc mừng cậu cứ được người mình yêu. Trông cậu vui vẻ phơi phới thế này. Nào, cạn chén. Anh họ, có phải anh vẫn còn để bụng chuyện chúng ta giành Tú Như ngày đó, khó chịu trong lòng đúng không? Sao lại nói vậy chứ? Chuyện ngày đó tôi đã quên sạch rồi. Hơn nữa, anh em mới là quan trọng. Tục ngữ có câu, anh em như thể chân tay, phụ nữ như thể áo quần thay ra. Anh họ, anh nói được như vậy là em yên tâm rồi. Nào, anh em ta cạn chén. Ngày đó, sau khi tôi về Hàng Châu, đã cưới ngay một cô vợ bé. Tôi còn chẳng nhớ cô vợ cầm của cậu trông ra làm sao nữa luôn. Anh họ, anh có thể nói cho em biết lần này anh đến đây làm gì không? Em họ, lần này tôi đến đây là muốn phát triển mạnh công việc làm ăn của nhà họ Nhan ta. Phát triển công việc làm ăn? Phát triển thế nào? Tôi đã mua quán trọ cát tường lớn nhất bên cạnh quán rượu của cậu. Tôi nghĩ là công việc kinh doanh của quán rượu rất có triển vọng. Hơn nữa, còn có thể kết giao với người ở khắp nơi. Quen biết nhiều, có quan hệ, tự khắc sẽ tiền vào như nước. Tốt quá anh họ. Thực ra trước đây em cũng từng nghĩ, việc làm ăn của quán rượu cũng có một phần lớn phải dựa vào quán trọ. Vậy bây giờ mua quán trọ thì anh em ta thành hàng xóm rồi, việc gì cũng tiện, đúng không? Nào, cạn chén. Được. Nào, uống đi. Được, mời. Thiếu gia. Phu nhân gọi cậu về ngay. Có chuyện gì mà hốt hoảng thế? Thiếu phu nhân xảy ra chuyện rồi. Thật sao? Thật à? Mau về thôi. Mẹ, tình hình vợ con sao rồi? Thừa Vũ, Tú Như bị ngã. Đại phu đến khám, nói rằng đứa bé trong bụng Tú Như rất có thể sẽ bị sảy. Sao lại như vậy? Tú Như, em sao rồi Tú Như? Em có lỗi với anh, có lỗi với mẹ. Mẹ, đại phu đâu? Sao đại phu không ở lại? Đứa bé trong bụng Tú Như sao rồi? Đại phu vừa mới rời đi không lâu. Ông ấy nói là Tú Như vỡ nước ối rồi. Ông ấy cũng hết sức, con bé không sinh ra được. Ông ấy bảo chúng ta đợi. Vậy chúng ta đợi cái gì? Tú Như, em thấy sao rồi? Em đau quá, không có sức. Tú Như, em sợ lắm. Em sợ không sinh được con ra. Tú Như, em đừng lo. Tú Như, để anh nghe thử. Thế nào, có nghe tiếng tim đập của đứa bé không? Hình như con nghe thấy, là hình như không nghe thấy. Bồ Tát phù hộ. Tú Như, Bồ Tát phù hộ, xin đừng để đứa bé trong bụng bị sảy. Tú Như, em sao rồi? Tú Như, anh ở bên cạnh em đây. Tú Như, con đâu? Vừa nãy em sốt cao, đứa bé vẫn đang ở trong bụng, còn chưa sinh ra nữa, đừng lo. Tú Như, em nhất định phải kiên trì, nhất định phải kiên trì. Anh muốn mẹ con em bình an, em và con, anh không thể mất đi bất cứ ai. Em phải kiên trì lên.
Như. Tú Như, anh sẽ luôn ở bên cạnh em. Tổ tiên nhà họ Nhan, xin ngài phù hộ, phù hộ cho nhà họ Nhan, con thêm con cháu, lão gia. Ông cũng phải phù hộ cho vợ của thừa phủ là Tú Như sinh con bình an, tiếp nối hương hỏa cho nhà họ Nhan. Dùng sức, dùng sức, gắng lên. Đứa bé sắp ra rồi, dùng sức, mạnh nữa lên, mạnh nữa lên, dùng sức đi, dùng sức. Tú Như, Tú Như, đứa bé sắp ra rồi, chậm mạnh lên, mạnh nữa lên. Tú Như, em nhất định phải kiên trì lên. Anh ở ngoài với em đây, Tú Như. Sinh rồi, sinh rồi. Tú Như, ra rồi, ra rồi. Thiếu phu nhân, thiếu phu nhân. Tú Như, ra rồi. Thiếu phu nhân. Thiếu gia, thiếu gia. Thiếu phu nhân sinh rồi. Phu nhân, phu nhân, phu nhân. Thiếu phu nhân sinh rồi. Là con trai hay con gái? Là con gái. Tú Như, em vất vả rồi. Em có biết anh ở ngoài sốt ruột thế nào không? Sinh con gái là chuyện tốt. Đây gọi là ra hoa trước kết quả sau. Đợi sang năm sinh cho con bé đứa em trai nữa. Chúc mừng thiếu gia. Con gái ngoan của cha. Để mẹ nhìn xem. Để mẹ nhìn xem. Có giống mẹ không? Để mẹ nhìn xem nào. Con gái của chúng ta đáng yêu quá. Trông giống mẹ. Để mẹ nhìn nào. Không khóc, không khóc. Không khóc. Mẹ. 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 Tú Như sinh bé gái, mẹ tròn con vuông. Mời mẹ qua thăm đứa cháu gái đầu tiên của nhà họ Nhan. Không cần đâu. Mẹ, tuy Tú Như sinh con đầu lòng là con gái, vậy thì đứa thứ hai chắc chắn sẽ là con trai. Con và Tú Như đều còn trẻ, còn nhiều cơ hội. Mẹ, sao mẹ lại thất vọng như vậy? Bảo vợ con nuôi đứa con gái này cho tốt. Mẹ không giận, nhưng đúng là hơi thất vọng. Nó không cố gắng thì mẹ cũng hết cách. Con đầu lòng đã sinh ra đứa con gái. Mẹ sẽ không đi thăm mẹ con nó đâu. Mẹ, dù sao thì đó cũng là cháu gái ruột của mẹ. Thấy mẹ làm vậy, con cũng thấy rất buồn. Đủ rồi. Ai bảo nó không cố gắng? Đợi đầy tháng rồi nói tiếp. Vâng. Vậy như vậy thì có tổ chức tiệc đầy tháng không ạ? Nhà họ Nhan có địa vị ở nơi này, sinh được đứa con đương nhiên phải tổ chức tiệc đầy tháng. Vâng. Mẹ, vậy con đi thăm Tú Như đây. Tú Như, nào. Cha xem nào, xinh xắn giống hệt mẹ. Tú Như, mẹ nói rồi, đợi con được đầy tháng sẽ tổ chức tiệc đầy tháng cho con. Tuy con là con gái, nhưng trong lòng em, con vẫn là báo vật. Anh cũng sẽ coi con là báo vật. Đây cũng là cốt nhục ruột thịt của anh.
anh sẽ nuôi nấng con như là một đứa con trai. Cảm ơn anh. Em biết anh nhất định sẽ yêu mẹ con em. Anh tin em đi. Em nhất định sẽ sinh cho nhà họ Nhan một đứa con trai. Em sinh cho anh bao nhiêu đứa con, anh cũng đều thấy vui. Chỉ là như vậy em sẽ phải vất vả. Anh mong em được bình an. Con lớn lên vui vẻ, vậy là anh đã vui lắm rồi. Thừa Vũ, anh nói giúp em vài câu với mẹ được không? Em rất sợ mẹ sẽ không thích con bé. Em yên tâm đi, chắc chắn mẹ sẽ thích con bé thôi. Phải rồi, anh còn phải đặt tên cho con, để con thông minh xinh đẹp giống em. Nào, em bế con đi. Đây. Bé ngoan, đáng yêu quá. Vậy rồi à? Em nhìn này. Sau này con của chúng ta sẽ tên là Nhan Nhược Lan, có hay không? Bé con, sau này con tên là Nhược Lan nhé. Tên là Nhược Lan. Nhược Lan bé nhỏ, ngủ đi nhé. Ngoan lắm. Cầu đá xanh rêu, hồ sen xanh biếc, nước chảy êm đềm, thật muốn cùng em ngồi trên xích đu. Gió thổi nhẹ nhàng, người trong lòng lặng lẽ, giấc mơ ngọt ngào bay lên trời như cơn gió. Ánh trăng chiếu xuống con ngõ, ai hãy đến đưa tôi đi đi. Vào trái tim em. Cảm ơn. Cảm ơn mọi người. Cảm ơn. Chúc mừng. Chúc mừng thím. Chúc mừng thím. Chúc mừng. Chúc mừng. Thím. Chỉ biết thím có thêm đứa cháu, không biết là trai hay là gái vậy. Thừa Văn, khách quý quá. Tin tức của cậu nhanh nhạy thật đấy. Sao cậu lại từ Hàng Châu xa xôi đến đây uống rượu tiệc đầy tháng vậy? Thế mà cháu đến Động Thành làm ăn đã được một thời gian rồi. Hôm nay cháu không mời mà đến. Ai bảo cháu và Thừa Vũ là anh em chứ? Thím sẽ không đuổi cháu ra ngoài chứ? Người đến là khách, sao tôi lại đuổi cậu ra ngoài chứ? Vốn dĩ cậu đang làm ăn ở Hàng Châu rất tốt, sao lại muốn đến nơi nhỏ bé như Đồng Thành để phát triển sự nghiệp vậy? Nhà thím cũng là danh gia vọng tộc ở Đồng Thành, cháu muốn dựa hơi vào nhà thím làm ăn nhỏ chút thôi. Phu nhân, thiếu gia và thiếu phu nhân ra rồi ạ. Em họ em dâu. Chúc mừng em họ. Anh họ đến rồi à? Em họ là trai hay là gái thế? Là con gái.
Chẳng trách hôm nay thím lại cười gượng. Hai vợ chồng tiếp tục cố gắng nhé. Đưa cháu cho bà bế nào. Đưa cho mẹ. Trông xinh đẹp quá. Thừa Văn, anh làm gì vậy? Chẳng trách lại không có phản ứng gì. Hóa ra nó giống mẹ nó, là một đứa bé gái vừa câm vừa điếc. Là một đứa bé câm. Đứa bé câm. Đứa bé câm. Nhược Lan. Cô cút đi cho tôi. Cô không có tư cách làm vợ của Thừa Vũ. Cô cũng không có tư cách làm con dâu nhà họ Nhan. Không. Mẹ, cầu xin mẹ cho con ở lại. Cầu xin mẹ. Trước khi cô sinh con, tôi còn ôm chút hy vọng về cô. Mong cô sinh được đứa con trai. Lúc đó cô bị tên trộm đẩy ngã. Tôi còn lo cô bị sảy thai. Còn cầu thần bái Phật, cầu xin Bồ Tát phổ cho mẹ con cô bình an. Không ngờ cô lại sinh ra đứa bé câm giống cô, lại còn là con gái. Cô nói xem, tôi có còn giữ cô lại được không? Mẹ, con biết là con có số khổ, nhưng đứa bé chỉ vừa mới đầy tháng. Cầu xin mẹ đừng vứt bỏ con bé. Con bé cũng là cháu gái nhà họ Nhan. Nhà họ Nhan chưa từng có đứa cháu gái tàn tật. Nếu như cô mặc dày không chịu đi, tôi sẽ cho người đuổi cô ra ngoài. Tiệc đầy tháng ngày hôm nay đã làm nhà họ Nhan mất hết mặt mũi. Đuổi cô ta đi. Đừng. Mẹ. Mẹ. Mẹ đừng làm vậy. Mẹ đừng tức giận. Dù sao thì cô ấy cũng là người thân của chúng ta. Mẹ đúng là sai càng thêm sai. Lúc đầu mẹ không nên cho cô ta gả vào đây. Cô ta không gả vào đây thì cũng không xảy ra bất hạnh này. Con muốn giữ mẹ con nó lại làm gì? Mẹ, con biết. Con biết là Tú Như sinh một đứa con gái, cũng không biết nói chuyện giống như cô ấy. Nhưng dù thế nào cũng là mang thai 9 tháng 10 ngày sinh ra. Trong hơn một năm Tú Như gả vào nhà ta, cô ấy luôn làm tốt nghĩa vụ của một người vợ. Mẹ, lẽ nào mẹ không thể bao dung một chút được sao? Lúc đầu mẹ đã nói với cô ta rồi, nếu trong vòng một năm cô ta không mang thai thì mẹ sẽ bảo con viết thư bỏ vợ. Lúc đó hai đứa đồng ý rồi mà. Đúng vậy, nhưng Thú Như đã sinh con rồi, một đứa câm cũng tính sao? Nếu bây giờ cho nó cơ hội, nó sẽ chỉ sinh ra nhiều đứa bé câm hơn nữa. Con bảo mẹ Phan nói với tổ tông nhỏ nha thế nào? Thừa Vũ, em đi cũng không sao, chỉ là con còn nhỏ, con đi theo em sẽ phải chịu khổ. Chỉ cần con bé được ở lại, em không có yêu cầu gì khác. Em nguyện rời đi một mình. Mẹ. Mẹ. Mẹ biết là con yêu Tú Như sâu đậm. Con không thể không có cô ấy. Nếu mẹ thật sự muốn đuổi cô ấy đi, thì con cũng không ở lại cái nhà này nữa. Con lại dùng bản thân để uy hiếp mẹ. Mẹ muốn đuổi hai mẹ con nó đi, con cũng muốn đi theo sao? Cho dù con không đi cùng mẹ con cô ấy thì con cũng không sống nổi. Đến lúc đó mẹ không chỉ mất đi một người con dâu và một đứa cháu gái, mà mẹ sẽ mất đi cả đứa con trai duy nhất của mẹ. Con có biết nỗi khổ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép của mẹ không? Cô hại con trai của tôi có suy nghĩ lệch lạc.
Con có biết bà nghiêm khắc với con như vậy đều là vì tốt cho tương lai của con không? Thừa Vũ, anh đừng làm cho mẹ buồn nữa. Em đi cho xong. Không, Tú Như. Tú Như, anh không để em đi đâu. Em có biết không, nếu không có em, anh sống cũng vô nghĩa. Anh sẽ làm cho mẹ con em đều được ở lại. Mẹ, con cầu xin mẹ, hãy cho hai mẹ con cô ấy ở lại đi. Mẹ bảo con làm gì cũng được. Mẹ, con cầu xin mẹ. Con dập đầu với mẹ. Con cầu xin mẹ cho cô ấy ở lại. Con cầu xin mẹ. Mẹ, con cầu xin mẹ cho cô ấy ở lại. Con cầu xin mẹ cho cô ấy ở lại. Được rồi. Cô nghe cho rõ đây. Hôm nay tôi muốn đuổi hai mẹ con cô đi. Là con trai tôi muốn giữ cô ở lại. Từ nay về sau cũng không được làm con dâu nhà Hoàng Nhan nữa. Mẹ con cô phải tự kiếm sống nuôi thân. Muốn ở lại cái nhà này thì phải làm việc giống như người hầu. Thậm chí cô phải tự ra ngoài kiếm sống. Cô có làm được không? Con đã ghi nhớ những lời mẹ nói rồi. Cảm ơn mẹ đã cho con ở lại. Yêu cầu của mẹ con nhất định sẽ làm được. Mẹ, mẹ, Tú Như làm được mà. Cô ấy có thể chịu khổ, chịu vất vả. Cô ấy nhất định sẽ làm được. Cảm ơn mẹ. Cảm ơn mẹ đã cho mẹ con cô ấy ở lại. Cảm ơn mẹ. Cảm ơn mẹ. Tú Như không sao rồi. Không sao rồi, Tú Như. Cô có biết cô gái kia là ai không? Ai thế? Cô ta là vợ của ông chủ quán rượu Phúc Hải. Đáng thương cô ta là người câm, không được hưởng phúc của nhà giàu mà còn vất vả hơn cả người hầu. Nếu tôi mà là cô ta thì tôi đã lấy người khác lâu rồi. Cô ở với mẹ chồng độc ác đó làm cái gì? Đúng vậy, tôi cũng nghĩ thế. Cái này bán thế nào? Cái này 2 đồng. Cảm ơn. Mẹ, mẹ xem sổ sách không thả. Con về phòng nghỉ ngơi đây. Con vội cái gì? Vừa về nhà là muốn đi thăm vợ. Cô ta bận lắm. Trong nhà một đống việc còn chưa làm xong kia kìa. Mẹ, đây là gì? Mẹ đã tìm bà mối. Trong này có sinh thần bát tự của 5-6 cô gái, đều tốt hơn vợ con cả 100 lần. Con cứ chọn một cô đi. Mẹ, con không hề muốn cưới vợ bé. Mẹ đừng ép con như vậy được không? Chỉ có con gái mới phải chung thủy cả đời. Đàn ông vốn dĩ nên tam thê thứ thiếp. Nhà ta lại không thiếu tiền. Tại sao con lại phải chung thủy với đứa cắm đó chứ? Ngày nào con cũng ra ngoài làm việc. Đi sớm về khuya vốn dĩ đã vất vả lắm rồi. Con làm gì còn sức mà cưới vợ bé? Mẹ tha cho con đi, cho con nghỉ ngơi có được không? Tại sao lời mẹ nói con không chịu nghe câu nào? Bà mối nói năm nay là năm tốt. Nếu năm nay không cưới vợ, sang năm là năm xấu, sẽ không may mắn nữa. Rốt cuộc cô đã nghe thấy chưa? Năm nay không thể, sang năm rồi tính. Tú Như, Tú Như, em mệt rồi đúng không? Mau đứng lên, mau đứng lên nghỉ ngơi đi. Mệt lắm phải không? Không, em không mệt. Em biết. Đừng ra sức như thế. Anh mau đi đi. Mau đi đi. Có rảnh thì em nghỉ ngơi đi nhé. Mau đi đi. Ngoan nào, ngoan nào. Tú Như, mau, ngồi đi. Em đã vất vả cả ngày rồi. Là do anh không tốt.
anh có lỗi với em. Không đâu, cho dù có mệt thế nào, em đều chấp nhận. Chỉ cần em có thể ở bên anh mỗi ngày, được nhìn thấy anh mỗi ngày, là em đã vui lắm rồi. Tú Như, anh thật sự rất khâm phục em. Ban ngày em làm việc gì ở ngoài, về nhà còn phải làm bao nhiêu việc nhà nữa. Ban ngày em gánh nước thuê, đến trưa em đi bán hoa quả thuê. Em thấy sống rất có ý nghĩa. Anh xin lỗi em. Ngày nào em cũng vất vả như vậy mà chỉ kiếm được chút tiền. Anh nghe thôi cũng thấy đau lòng. Anh là chủ quán rượu, không ngờ lại để cho vợ của mình kiếm sống ở ngoài. Anh thật không xứng làm chồng em. Không, Thừa Phủ, anh đừng tự trách. Em đã hứa với mẹ rồi. Em không oán than gì cả. Em chỉ cần anh và con được bình an là đủ rồi. Nhược Lan khóc rồi. Chúng ta qua đó với con đi. Bé con, bé con đừng khóc. Bé con đừng khóc. Nào, cha bế con nhé. Cha bế con. Được rồi, cha bế con.